16. Exit on the left. Yeah. Go, go this way. Go, go. Nhà mình mới đón cái tàu điện này đi từ City, từ ở thành phố Adelaide đi ra bãi biển này mọi người. Bãi biển này có tên là Grenell. Đây là một trong những bãi biển đẹp ở thành phố Adelaide này mọi người. Đây, cái tàu điện này chạy thẳng từ thành phố Adelaide, chạy thẳng ra đây cái trạm cuối cùng đó mọi người. Thì cũng như những bãi biển khác thôi, xung quanh những cái bãi biển là những nhà hàng quán ăn ở đây. Dọc theo cái con đường này xuống dưới kia có rất là nhiều shop đó mọi người, nhiều khu shop lắm. Cái sân chơi đàn đâu rồi kìa, bây giờ mình sẽ đi ra biển coi như thế nào. Phải đâu? Yeah, I think. Đi tắm biển đó hả? Tắm biển đó, chơi trong đây á? À, đây người ta có cái ở ngoài biển có beach bar ở ngoài kia kìa. Cái này beach club. Đó, bãi biển phải có những cái beach club như này này, nhìn nó mới đẹp, nhưng mà biển đó người ta có cái club người ta làm ra ngoài bãi cát này luôn này mọi người. Đây nha mọi người, mình cũng thử nước coi thử nó có lạnh không. Người ta kêu nước ở đây ấm hơn nước ở Sydney mà không biết như thế nào. Wow, nước cũng ấm á, nước cũng ấm lắm mọi người, nước cũng ấm lắm. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó mới ra đây, nó đòi đi vào cái chỗ kia nó chơi trên nước, trượt nước ở trong kia. Yeah.
Đây nó có cái cầu đi từ trong đất liền đi ra ngoài kia, ra ngoài kia chắc ra ngoài kia câu cá được, không mấy người người ta tắm biển ra ngoài kia, thanh niên ra người ta leo lên người ta nhảy xuống. Đây mình coi giá ở đây là cái menu này, mình có thể order thức uống nào rồi xong rồi mình đi vào trong này rồi mọi người. Và pineapple pie for you. Và trái dứa này, rồi có rượu tequila 26 đô. Rồi nước dừa với rượu Malibu 26 đô, watermelon. Nói chung là những cái này là mình như dạng như cocktail vậy đó mọi người. Ở đây nó có một cái ferry wheel bự quá. Đây. Đi vào trong kia coi có gì. Bãi biển rất là nhiều hàng quán ăn uống mọi người. Cái này là hàng Đài Loan nè. Bên này nhà hàng tàu nè, nhà hàng Thái nè. Đi muốn tắm biển đi qua phía bên này kiếm cái chỗ nào.
chiều mà ở đây vẫn nắng lắm các bạn. Mình vừa mới tắm biển ở cái biển Grenell này xong á mọi người. Biển rất là đẹp mọi người, nước nó ấm lắm mà. Hôm nay thời tiết ở đây nó cũng nóng nữa. Hôm nay thời tiết ở đây 38-40 độ, ở đây cũng nhiều ruồi. Ruồi nó cứ bô vào. Bây giờ mình đi mới tắm biển, mấy cha con mới tắm biển xong rồi, mới lên đây. Bây giờ mình đi ra ở đây, nó có cái cầu ở ngay đây là từ trong đất liền đi ra ngoài biển này nè. Bây giờ mình đi ra đây có thể là như thế nào. Ở Underlay mà một ngày dài lắm mọi người, mùa hè dài lắm, tới 9 giờ tối mà mặt trời vẫn còn sáng à. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi nè mà mặt trời vẫn còn trên cao à. Đó mọi người thấy à, người ta vẫn còn tắm biển đông ở đông à. Đó. Ngày dài ơi là dài, mùa hè thì ngày dài thì nó vui mọi người không? Đó, bên này là ở đây là cái beach club này. Đó, vẫn giờ này mà vẫn còn bao nhiêu người tắm biển này. Ra đây câu cá nữa mọi người. Mình đi đứng ở cái cầu này là ở đây toàn cảnh của bãi biển Grenell. Đây có những loại cá này nè, có cua, có bảo ngư đó nha mọi người, bảo ngư này, ghẹ nè, cua nè, bíp bi nè. Nhiều loại lắm mà. Đó, cái bạn mấy thanh niên nó đứng lên trên cầu xong rồi nhảy xuống à, tắm biển. Rồi. Thank you.
leo lên nhảy xuống. Wow, anh kia anh leo lên kia. Sao anh leo được hay à? Người đứng ngoài này coi câu cá nè. Giờ này mà vẫn còn nóng mọi người ơi. Chiều rồi 7 giờ rưỡi 8 giờ tối rồi. Này là kêu phải 7-8 giờ chiều, 7-8 giờ chiều, 7-8 giờ tối. Mặt trời còn trên cao kia đã lạnh đó. Sân bay Adelaide nằm ở bên kia mọi người. Ở biển nó rất là vui mọi người ơi. Bây giờ bắt đầu giờ này là giờ bắt đầu người ta đi ra ăn uống á mọi người. Ở nhà hàng bây giờ là bắt đầu ngồi khu hết rồi, ngồi ăn uống đầy hết rồi. Chiều giờ người ta đi tắm biển á, tắm biển ngoài kia kìa. Xong rồi bây giờ ta đi vào đây ăn tối. Mình đi xuống dưới kia, mẹ mua chát ham đi. Mình đi xuống dưới đây, mẹ right here, go. Cầm phone cho ba này, đưa ba lô ba đeo cho. Đi, đi xuống đây, đưa mẹ. À, ba mới gọi mẹ. Đi xuôi. Rồi, nhà hàng đông quá này, trên này. Ở đây buổi tối vui quá là trên này. Ở cái biển gần đeo này vui quá này. Mình đi đây đi coi bán con đường này. Thành phố nào mà cứ mùa hè với là ở gần biển là đẹp là vui nha mọi người. Tất cả những cái dịch vụ quán ăn là mà nhà hàng là ở biển là đắt hàng lắm.
đây là những cái shop dọc hai bên đường dẫn ra cái biển canal. Đây mẹ con đang chờ mua trà sữa uống à, chát tham. Nóng quá hôm nay, nóng bữa nay. Nhà mình đi ở Adelaide 38 độ. Ngày mai dự báo thời tiết 41 độ mọi người. Sao? Đi cho lần đây, mình đi xuống đây. Jason có gì? Trà sữa hả? Bây giờ nhà mình đi ra cái ra tàu điện kia để đón tàu điện quay trở về về thành phố. Ở biển này anh nghĩ chắc tối còn đẹp nữa. Hả? Tối ở ừ, nóng quá. Nóng ơi nóng. Cả nhà vô nhà hàng này đợi nửa tiếng rồi mới ra được một đĩa cơm chiên các bạn ạ. À, đói quá. Đi biển. Nó vừa ăn nó bảo cơm chiên không ngon bằng mẹ chiên. Ăn tạm ha. Về mai mốt mẹ chiên cơm con ăn ha. Tội nghiệp đi tắm biển về. Và món thứ hai là món beef. Sizzling steak. Sizzling steak. Bò bít tết. Kiểu bằng. Món thứ ba là món đậu xào. Đồ ăn ở đây thì ăn cũng bình thường thôi các bạn ạ. Tại vì mình cũng không biết quán nào ngon á, đi ngang thì thấy đông người thì vô ăn thôi. Đồ ăn thì bình thường. Cái đinh của mẹ nó chứ. Hả? Cái đinh bơi về mệt rồi gia đình ăn ngon không? Ở đây đinh đồ ăn ở đây ngon không? No. No.
Dạ, mình vừa mới ăn tối ở nhà hàng tàu ở cái chỗ Chinatown xong mọi người ơi. Bây giờ lại ra ngồi chờ xe tàu điện để đi về khách sạn nè. Để kết thúc một ngày khám phá thành phố Adelaide. Và nhà mình xin kết thúc cái video này ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Một ngày rất là mệt mỏi. Bye bye. Nhảy cho cô chú coi nè. Đứng ở đây mà nhìn đi chứ. Nhảy cho cô coi là con nhảy sao. Không phải như thế. Nhảy kiểu gì.